Dạ con xin chào quý cô chú. Hôm nay một ngày ở cửa hàng nữa thì con quay sơ cho cô chú xem. Thì hôm nay thì con phỏng vấn một cô khách đã đến đây cũng rất là nhiều lần, và con xin mời quý cô chú nghe thử xem những cái cảm nhận của khách hàng khi mà đến với massage cộng đồng của công ty Tắm Sang BDS như thế nào nha cả nhà. Dạ con mời cả nhà cùng đi theo con. Dạ con chào cô. Dạ cô, con cũng thấy mấy ngày hôm nay là con cũng có gặp cô ở cửa hàng á, thì con muốn hỏi thăm cô là tình trạng của mình như thế nào, rồi khi mà cô đến với lại trải nghiệm cái massage cộng đồng của mấy anh ở đây như thế nào. Dạ con cho con trước tiên là con xin phép hỏi cô là cô giới thiệu sơ về thông tin của mình được không cô? Cô tên gì? Cô tên hả? Phẩm thì dày. Phẩm thì nhầy. Dày. Dày. Dạ ở dưới dày mình dày. Dạ. Mình ở đâu lên tới đây hả cô? Ở ngã tư thành Diệp Chánh. Dạ. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi cô? 68 tuổi rồi. Dạ cô 68 tuổi. Mỗi ngày mình lên đây từ chỗ cô lên đây xa không cô? Thì cháu nó chở là nửa tiếng đồng hồ. Đi xe 4 chỗ là nửa tiếng đồng hồ. Dạ. Mình đến với công ty Tắm Sang massage cộng đồng là được bao nhiêu lâu rồi cô? Bao nhiêu lần là rồi? Lần này được 11 bữa. 11 bữa. Dạ. Cho con hỏi xăm cô là từ ở đâu, thông tin nào hay là ai chỉ mà cô biết đến ở đây hả cô? À, người ta có ta coi lên truyền hình đó. Dạ. Rồi người ta mới giới thiệu. Dạ. Giới thiệu bắt đầu cái đi. Dạ. Đó. Dạ. Lên tới đây thì cho con hỏi thăm đó là tình trạng bệnh của mình hay là những cái vấn đề về sức khỏe mình đang gặp phải là những gì hả cô? Tôi chỉ đạo có té là chỉ có nhiêu đó vậy thôi. Dạ. Nửa bên đây thôi. Dạ. Là cô bị té xe quẹt chạy đường vậy đó, rồi xe nó vụng cái té xuống. À. Té xuống rồi không có biết là mình bị vậy. Dạ. Rồi cái sau thời gian sau cái mới nửa tháng nào nửa năm nay rồi, năm rồi nè, nó bắt đầu nó rút cái chân lên. À. Rồi đi không được, rồi người ta giới thiệu á. Dạ. Ta lên mạng ta coi cái người ta chỉ lên đây rồi làm. Dạ. Thì con hỏi là khi mà cô đến ở đây massage từ bữa tới giờ cô có tốn chi phí gì không? Không, cháu nó chở. Dạ. Cháu nó chở thì nói đúng ra thì nếu mà đi chuyến đi đông á thì người 200. Dạ. Còn hãy đi một người thì chịu một chuyến 800. Nhưng mà cô nói thôi, mình miễn sao mình hết đi được rồi, chứ còn tiền bạc thì cũng thành vấn đề. Dạ. Nhưng mà khi mà cô vào công ty massage cô có phải trả thêm chi phí gì nữa hay không? Không. À, không vậy có là cả. Chỉ có tốn cái tiền là tốn chi phí tiền đi lại đi thôi. Lại thôi. Còn dạ. Với lại mua thuốc này về sức rất là hay. Dạ. Nhờ đau rồi hết thì về sức cái đi là được. Té re không có sao đâu. Dạ. Là rất là nói đúng là khen. Phải nói là khen. Nhớ không? Dạ. Khi mà cô đến đây á thì mình có đi lại được bình thường hay không cô? Hay là mình phải nhờ sự trợ giúp của người thân? Không, giờ trợ giúp có bữa đầu thôi. Dạ. Rồi bữa sau đó là từ đi được. Dạ. Ừ. Là con có nghe chia sẻ là khi mà cô tới á, ngày đầu tiên mà cô tới đây á là phải có người thân dìu vào. Đúng. Dạ. Rồi. Là lúc đó là tình trạng đó mình đi không vững được đúng không cô? Đúng. Dạ. Rồi khoảng massage bao nhiêu lần thì mình bắt đầu đi lại được từ từ hả cô? Đâu dừng 4 ngày, 4 lần vậy ta đi được. Dạ. À. Cảm xúc của cô bắt đầu mà mình đi lại cái bước chân đầu tiên mà mình đi lại được bình thường thì mừng lắm. Đau nói chứ đau la vậy chứ trong người khỏe lắm, rất là mừng. Thấy không, là người ta có công, người ta mần đổ sức mồ hôi ra mà người ta có đi mà đi vậy rất là mừng lắm. À. Cô bị tình trạng này là bao nhiêu lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm nay. 4 năm hồi năm 2018. Tới 18 mà tới nay nó hết năm rồi, hết cái năm rồi nay mới đi chữa đó. Là nói chung là không có
cái sự sống tiền của, phải không? Là mà đi mần rồi tự để dành mà đi. Đó, như vậy đó. Cô hôm nay 68 tuổi. 68 tuổi. Là cô hiện tại cô có làm việc gì hay không? Công việc gì không? Không. Ở nhà rồi ví dụ mần cũng như có ruộng đó, rồi mình mần dùm cho mấy em. Rồi mình lấy cái số tiền đó đó, mình ăn, lợi ăn lỗ chịu là đó đó. Rồi dành dụm lại lấy số tiền nên đi chữa bệnh. Lên đây được vậy là mừng lắm rồi. Rất là mừng, thấy không? Mặc dầu đau, đau thì la thiệt nhưng mà mừng lắm. Bữa nay là đi cái chân nó đúng là rất là tốt luôn á. Dạ. Ừ. Dạ, thì con cũng rất là vui mà nghe được cô chia sẻ thông tin như thế này. Thì 4 năm nay trong khi mà bị như vậy á, mình đã có đi chữa trị hay là đi chỗ nào hay không? Không, không. Không, không. Bước đầu là lại đây tôi tới nay đó. Dạ. Bởi về bước đầu lên đây á là cái này kiếm phụ đó ha. Dạ. Bước đầu lên gặp sư phụ làm một cái đó là bước xuống được, người ta quan hình đó. Dạ. Mừng nó, ừ đúng rồi đó, có sao nói vậy, không có ấy. Dạ. Rồi bắt đầu từ sau là lên này, cậu này làm. Là anh Từ Hiên làm cho mình. À. Dạ. À. Rồi cô, khi mà cô đến đây á, cái cảm giác của cô trải nghiệm cái massage đây như thế nào, có tốt không? Mấy anh phục vụ có chu đáo. Ta nói vui, vui mà mài khen nữa. Dạ. Chứ không phải mà nói mà ngồi đây mà nói vậy rồi về nhà nói xấu. Dạ. Về nhà là khoe xóm riền. Dạ. Nói là rất là vui vẻ mà thiệt nhiệt tình luôn chứ. Yeah. Không phải là qua cái sự rút mắt này thôi, phải không? Đó. Yeah. Ừ, bởi có sao nói vậy chứ không bao giờ mà nói thêm nói gì đó. Dạ. Yeah. Rất vui. Dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều. À. Thì con hy vọng là chỉ khoảng tầm 2-3 lần nữa thôi. Rồi. Mình đi massage cộng đồng thì mấy anh có thể là giúp cô đi lại bình thường, nó không phải là 100% nhưng mà nó cũng sẽ được 80-90% cô ha. Đúng rồi. Dạ con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Nếu như mà cô sử dụng cái thuốc xoa bóp mà có tốt thì có gì cô giới thiệu cho đó mọi thì, người xài đó thì cũng về nhà quảng cáo cho. Dạ. Ở dưới người ta mua đó. Dạ. Ừ. Dạ rồi con cảm ơn cô. Rồi. Dạ con cũng chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ. Hy vọng là lần sau là bắt đầu mình về chứ ông Tám không thấy cô chạy bộ được. Dạ con muốn chơi nha cô. Không sao, không sao. Dạ, cô dạ. Không có vui vẻ lắm. Dạ. Lúc nào cũng tên môi cũng cười chứ không bao giờ mà nói ngáy gì đâu. Dạ, dạ rồi. Cô dạ. Bây giờ là mình đã làm xong rồi đúng không? Massage xong rồi đúng không? Rồi. Dạ rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ. Vì gì lâu ngày dài tháng á thành phải làm chút chút. Dạ rồi. Rồi con cảm ơn cô. Dạ con chào cô ạ. À. Anh Phi, hôm nay một ngày mới của anh Phi như thế nào? Cũng giống như bao ngày, vẫn bình thường, vẫn massage, xoa bóp cho khách thôi. Anh ăn sáng chưa lộn? Giờ mấy giờ rồi em? Sáng có cái cô kia, cổ đem bún thịt nướng qua cho ăn. Cổ thấy massage cho cổ mà không có miễn phí đó, rồi thấy anh em ra mồ hôi cực khổ, không có lấy tiền nên cổ có đem bún thịt nướng qua cho ăn. Anh Phi cho em hỏi trường hợp của cô Dày á. À. Thì anh là người phụ trách massage cho cô Dày mỗi ngày. Đúng rồi. Thì anh có thể chia sẻ sơ về cái trường hợp của cô từ ngày đầu cho tới ngày hôm nay như thế nào? Trường hợp của cô là trường hợp rất đặc biệt nha cả nhà. Thì cái cô Dày đó bị tai nạn hôm sau, bị lại cái hẹp cái xương chậu. Hai cái giò nó sẽ dính với nhau này nè, từ cái bắp đùi dính như nè. Thì bữa đầu tiên lên là tính kêu cô đi chụp hình, thì cô có đem phim lại, cô đem phim lại hơn bữa đó cô có duyên đi. Có duyên gặp được sư phụ. Thì sư phụ ông bữa đó thì hai người ginh vô dưới cầm một cái gậy đang chấm. Thì bữa đó sau khi mà được massage và được sử dụng cái cao xoa bóp của sư phụ thì cái tình trạng của cô Dày là sẽ khỏe lên, bà đỡ được. Thì bữa đó làm trong bữa đó luôn thì có đỡ cô và bỏ cái gậy cho cô đi thử một mình. Đó, thì cô đi chập chững giống như mấy đứa bé mà mới tập đi á cả nhà. Đó thì chập chững đi được ngày đầu thì sư phụ làm là bắt đầu sư phụ hướng dẫn lại cho Tài Thiên là mai mốt cô tới massage như vậy. Đó, để cho cô thiên giảm. Thì đó là cái ngày đầu tiên. Rồi đến ngày thứ hai thì cô vẫn chống gậy đi nhưng mà không cần người đỡ. Chống gậy vào, đi cái dốc chống gậy vào thì bữa đó từ trực tiếp đến Tài Thiên thì sư phụ đã hướng dẫn hết rồi cho Tài Thiên rồi. Tài Thiên cũng làm.
Rồi tới cái bữa thứ hai, cái bữa lên đó là bỏ gậy luôn. Lên được hai lần là bỏ gậy luôn nha cả nhà. Bỏ gậy bây giờ thì cô đi đứng không được như người bình thường, nhưng mà vẫn đi đứng được. Đó. Cái xương chậu của cô từ bị hẹp, chân bị rút, bây giờ là từ khi ngày mà so cái cao so bóp ra, cái cọng găng của mình đó, nó không còn thun lại nữa. Nó cũng như nó mềm đó, cơ xương khớp bắt đầu nó mềm, nó dẻo ra. Thì cái tình trạng đó, cái mình massage đều hàng ngày thì nó sẽ làm cái gân cốt, cái khớp của mình nó sẽ dẻo lại và cứng lại để cho mình dễ đi, dễ di chuyển lên. Nó thì cái xương chậu của cô bây giờ nó nói chung là nó phẻ ra khoảng 6-7 phần rồi đó cả nhà. Nói chung là cô bây giờ là đi đứng bình thường, không cần người đỡ, không cần người dịnh. Nó tự thay đồ, tự ăn uống, tự đi lại bình thường như người ta. Lúc trước là đi là phải có hai người theo, sợ cô té. Còn bây giờ là tự đi một mình luôn. Cô dày đó thì từ ở dưới Cần Giuộc, Long An mới lên đó cả nhà. Đó thì thường thường là đi là 4 người, 5 người học bao một chiếc xe. Nó chia ra người 100 mấy, 200 gì đó, tự nhiên không gành, không có hỏi. Thì cô dày thì cách một tuần thì cô dày lên khoảng 2-3 lần. Đó. Nên bữa nay là cô đi rất là khỏe luôn cả nhà. Là bình thường giờ không ai cần, không ai đỡ. Mặc dù cô đau nhưng cô dày cũng đau la dữ lắm. Nhưng mà cái con nói thôi gì tới đây bữa nay nghỉ nha cô. Nói không, làm đi. Đó là tình trạng của cô dày nha cả nhà. Cùng là cô đau nhưng mà cô vẫn chịu khó. Vẫn chịu khó đặng muốn đi lại khỏe như người bình thường. Thì cô dày cô mua cao. Cô mua lần 4-5 chai vậy đó, cô tha nhiều lắm. Cô tha nói thao ca nào vô cô đi không thấy đau nữa, bây giờ cô khỏe lắm rồi. Không những mà mua cao cho cô xài. Cô mua cao này, cô về cô dày cô kể là cô đem ra từng nhà ở dưới quê á. Cô nói mày lại đây tao cho mày cái này xài. Mà chỉ người ta hướng dẫn khách ở dưới xài rồi dẫn người ta lên đây luôn. dẫn bà con lên đây nè, mày lên đây đi tao la cho mày nghe. Đó nhiều vui vui lắm cả nhà. Rồi khi mà làm như vậy á thì sức khỏe như thế nào cũng mệt không? Thì nếu mà làm cái mà massage những cái ca khó, mình một massage một mình cô dày thì mình phải sức nó khoảng 3-4 người làm phân. Đó, nhưng mà mình làm cho người ta khỏe, cô dày đi lại được, cái mình cảm thấy mình sao uống sao mình hay với ta, sao hôm nay làm cho người ta đi được luôn. Hồi đó mình đâu có vậy đâu, mình đâu có biết đâu. Nó mình cũng vui lắm. Đó cái giờ cũng mình tự tin làm cái những mấy cái ca khó. Nói chung là ca khó đầu tiên thì phải sư phụ làm trước, ổng sư phụ hướng dẫn rồi mới làm lại được. Nói chung là vậy. Rồi, em cảm ơn anh Phi chia sẻ nha. Dạ. Thì không có gì hơn, em chúc anh một lần nhiều sức khỏe để giúp cho bà con. Và cũng chúc anh là có thật là nhiều năng lượng để mà mình khi mà mình massage cho cô chú sẽ truyền những cái năng lượng tích cực đó và những cái năng lượng khỏe khoắn của mình để cho cô chú khi mà đến massage rồi cô chú nhận được cái năng lượng nó sẽ tốt hơn, đúng không? Đúng không? Đó là lời sư phụ dạy. Cảm ơn bé Đào nhiều nha. Bé Đào đừng ngấn hiếp anh Tài Thiên nữa nha. Đó, ngay đâu rồi, phỏng vấn rồi, cái bắt đầu đó. Nói gì đó. Rồi, nhiều bữa nào mời uống trà sữa nha. Rồi. Em cũng uống một phê trà sữa thôi. Cũng cảm ơn Tem BDA, bé Đào, bé Oanh với những camera ở trên nhiều lắm. Cái làm xây dựng những cái clip để cho bà con thấy và bà con chia sẻ rồi bà con mới đến đây được. Rồi cũng cảm ơn Tem BDA nha. Chúc Tem BDA sức khỏe dồi dào. Chúc khán giả nữa chứ. Chúc khán giả sức khỏe cũng dồi dào nha cả nhà. Lý do tại sao hôm nay con phỏng vấn cô, tại vì cả nhà biết không, đây là một vị khách rất là đặc biệt. Là con là làm việc ở trên lầu, nhưng mà mỗi lần mà cô đến là con đều biết. Tại vì khi mà massage thì sẽ chạm vào những cái vùng đau của cô, cho nên là tiếng của cô rất là thanh. Rồi ở trên lầu con cũng nghe, cho nên đây là một vị khách đặc biệt. Mà con đã thấy cô đến với lại công ty Tắm Sang cũng rất là nhiều lần rồi, cho nên hôm nay con muốn cho quý vị khán giả xem và nghe, cảm nhận được khách hàng khi mà họ đến với lại công ty Tắm Sang massage không đồng như thế nào. Thì đây con giới thiệu cho cô chú xem thời gian và lịch hoạt động hỗ trợ cao su bóp. Là tất cả hoạt động cao su bóp ở đây đều là hoàn toàn miễn phí cho tất cả bà con.
Tụi con làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ rưỡi chiều và nghỉ trưa từ 12 giờ cho tới 1 giờ rưỡi. Cho nên là cô chú mình nhớ cái lịch, rồi mình có thể chụp màn hình lại cái lịch này để mà mình đến thời gian cho nó phù hợp, không có bị vướng bận công việc của mình. Thì con bên công ty sẽ nghỉ vào ngày Chủ nhật và những ngày lễ. Và nếu như những cô chú ở xa, ở tỉnh, mình không có thể nào mà đến để bóc số được, thì cả nhà có thể gọi qua số hotline là 1900 888 663, nghe lời chào và sau đó bấm số 1. Để cái số điện thoại này thì áp dụng cho các khách ở xa ngoài thành phố Hồ Chí Minh để đặt lịch, góp ý hoặc là phản ánh ý kiến. Thì tụi con luôn rất là trân trọng những cái ý kiến mà cô chú đóng góp cho công việc của hội và cả công việc, những cái trải nghiệm ở công ty khi mà mua hàng, về sản phẩm, về dịch vụ ở đây. Mặc dù là massage không đồng nhưng mà tụi con cũng mong muốn rằng là sẽ cái giá trị mà tụi con nhận lại không phải là đồng tiền mà là những cái gợi lời góp ý chân thành và những cái góp đóng góp xây dựng của cô chú dành cho tụi con rất là nhiều. Và cả nhà cũng biết là bố con là bán cao su bóp để mà dùng cái đồng lợi nhuận đó để mà duy trì những cái hoạt động 6 chiếc xe cứu thương, những cái hoạt động xây cầu, xây đường, phát quà, lo chăm lo an sinh xã hội cho xã hội và cho các bé nhỏ vùng cao. Thì sắp tới đây á, thì tụi con có những cái chương trình dành cho các bé ở vùng cao và có thể cô chú nào mà có những cái vật phẩm đóng góp thì có thể chờ thông báo của bố chính thức trên kênh Hội Thiện Nguyện BDS nha cô chú. Và con rất là mong là chào đón quý cô chú đến trải nghiệm massage không đồng ở tại công ty Tắm Sang BDS, địa chỉ là 218 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Một lần nữa con xin chào và cảm ơn quý cô chú đã theo dõi, ủng hộ sản phẩm cũng như là các hoạt động của Hội Thiện Nguyện BDS và công ty Tắm Sang rất là nhiều.